Mến chào cả nhà, anh kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Mỹ Lợi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo anh Kiệt và anh Minh đến quay cưa cây vú sữa. Thì trước mắt mình là cây vú sữa. Cây vú sữa này cũng khá to, nằm chính giữa hai bên ngôi nhà. Phần nhánh của nó bao trọn trên mấy tôn hai bên. Xin mời cả nhà cùng theo dõi anh Kiệt sẽ cưa cây vú sữa này như thế nào nha. Thì anh Minh là người bên dưới sẽ hỗ trợ cho anh Kiệt nha. Anh Minh sẽ hỗ trợ bên dưới cho anh Kiệt. Cũng đã buộc cái máy cưa lên cho anh Kiệt rồi nha. Thì hôm nay cảm giác anh Minh bị bụi vô nên leo trèo cũng khó khăn. Vì mặt cưa vô bữa giờ bị khó. Hôm ngày nghỉ ở nhà không đi uống thuốc hay khám gì đi.
Được chưa con? Hả? Tới là được chưa? Có lẽ là anh thì sẽ qua bên này nhắn phía trước nè. Chị mà nhắn phía trước này. Thì về bây giờ thấy nhắn đây dưới có cái mét to nè. Thôi mày ơi, mày để cho nó sống đi. Thôi. Làm phải dọn dẹp. Cái gia đình cái dài phải dọn dẹp.
đâm tược sau này có trái nó thấp hơn, dễ bẻ hơn. Anh chị cũng đã hoàn thành xong cây dưới sữa, mình cũng xin kết thúc video đây. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.